Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 15 giờ 38 phút ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Video này trân trọng giới thiệu với các thượng đế một chiếc âm ly mới đét đèn đẹt của hãng GHS. Xin thưa với các thượng đế, đây là chiếc âm ly mới đét đèn đẹt. Mình vừa mới bóc ni lông ra để mời mọi người xoay cái nội thất khủng của nó. Thế còn đây là vẫn còn bọc ni lông này. Đấy nhá. Các thượng đế Trần Văn chốt lấy cái còn ni lông này thì lấy, mà lấy cái này thì lấy, tùy muốn lấy cái nào thì lấy. Vừa mới bóc ni lông ra để mời mọi người xoay nội thất ở bên trong của nó. Nội thất rất chi là khủng nhá. Chiếc âm ly này của hãng GHS. Đấy. Đấy, hàng có địa chỉ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hàng này ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sản xuất. Chiếc âm ly này có model là BA1000X. Đấy, thương hiệu của GHS này. Đấy, BA1000X. Âm ly này được nhà sản xuất trang bị thêm cho Bluetooth. Bluetooth. Đấy, nó lại hay thế chứ này. Này, tem của hãng GHS này này. Trước tiên thì theo mình trải qua hàng nghìn cái âm ly nhiều nút. Âm ly này là hệ âm ly nhiều nút nhá. Thì cái âm ly của hãng GHS ấy, nếu mà nó là số 2 thì không ai là số 1 về vấn đề công suất. Công suất của nó rất chi là khỏe. Chiếc âm ly này được nhà sản xuất trang bị cho 8 con sò than lớn. 8 con sò than lớn. Tên của con sò công suất là C5200 và A1943. Nếu mà tìm một chiếc âm ly cũng chạy 8 con sò than lớn mà cái hệ âm ly nhiều nút thì chắc là không tìm được cái âm ly nào công suất mà nó lại mạnh như chiếc âm ly này. Còn âm ly Tây thì không nói, âm ly Tây có khi chỉ 4 sò đây. Thế nhưng công suất nó còn mạnh hơn cái âm ly này nhá. Âm ly Tây thì không nói. Nhưng mà âm ly này là âm ly nhiều nút. Âm ly nhiều nút này, ta nhìn thấy trên cái mặt này có rất nhiều nút chỉnh. Thế cái âm ly này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Thì ở trong cái vấn đề hát karaoke thì nhiều khi nó rú rít, hát nó cháy mất loa chép, rồi là nếu như nó không cháy nó rú rít thì cũng rất chi là khó chịu. Bởi vậy cái hãng GHS này người ta trang bị cho một cái mạch mic ở bên trên này có chức năng chống rú này, chống hú hít này. Đấy, chống hú này. Đấy. Còn mạch bên dưới này thì không có tính năng chống hú. Về bản chất vấn đề, nếu khi ta kể cả vang số đời mới bây giờ cũng vậy thôi, nếu như ta kích hoạt cái tính năng chống hú nó hoạt động thì cái giọng nó không còn được chuẩn nữa, nó không còn được chuẩn nữa. Nên bởi vậy nhà sản xuất người ta trang bị cho có một mạch thôi. Cái mạch mic ở bên trên này thì cái công tắc này là tính năng chống hú. Nếu như ta không dùng thì ta điều khiển ở cái này. Đấy, nó lại hay thế cơ. Chứ không, trên thực tế thì không phải ai cũng thích cái tính năng này, kể cả những con vang hiện đại bây giờ cũng vậy nha. Đấy, bật tính năng chống hú lên là giọng hát của mình kiểu gì kiểu nó cũng bị sái giọng, nó không còn chuẩn như kiểu nguyên bản nữa. Đấy. Mạch Echo thì cái hãng này người ta sản xuất ra, người ta giấu cái công nghệ nên là IC tạo vang ấy là người ta xóa số rồi, người ta xóa số rồi. Đấy. Còn ở đây là cái công tắc để điều khiển Bluetooth hoạt động. Điều khiển Bluetooth hoạt động. Khi Bluetooth nó hoạt động thì cái bóng nguồn này nó sẽ sáng lên. Bóng nguồn này sẽ sáng lên nhá. Đấy. Đấy. Mới điết đèn điện. Bây giờ mời các thượng đế vào bên trong để xem nội thất của nó rất chi là khủng. Đây là cái nắp lưng của nó đây. Đấy. Lại còn dập chìm dập nổi GHS như thế này. Đấy. Chữ H xem mà lại ở giữa này nhá. GHS chữ H ở giữa lại còn nhô lên cao này. Là ngày càng phát triển lên một tầm cao mới đấy nhá. Đây. Âm ly mới thì thôi khỏi bàn nhá. Khỏi bàn. Đấy. Xin thưa với các thượng đế, đây là toàn cảnh nhìn từ độ cao. Độ cao này cũng cao là phết đấy nhá, cũng khoảng tầm 40 cm. Đấy. Qua mắt nhận của điện thoại chúng ta nhìn độ cao xuống lên cái âm ly này là khoảng cách là 40 cm, toàn cảnh của nó như thế này. Bây giờ bắt đầu hạ thấp độ cao. Đấy. Đây là cục biến áp nguồn GHS này, là còn thêm ghi cả tiếng Tây vào đây.
Ở đây là tiếng Anh này, còn đây là tiếng cái chữ chữ cứng cái này. Đấy, chữ cứng này chắc là mình thấy ví dụ như của Nhật này, của Hàn này, của China này là có những cái nét tượng hình, những chữ chữ tượng hình. Đấy, còn chữ này thì là tiếng Anh này, đây này là tiếng Kinh này. Đấy, GHS Audio. Ở đây những cái này là người ta bôi cái gôm. Đấy, những người thợ làm điện dân dụng người ta cuốn nguồn, người ta hay bôi những cái này, tẩm những cái này. Nhá, tẩm những cái này thứ nhất là để nó bền, cái hai là nó kín khe. Này, có cái chỗ nào mà nó hở thì những cái này này đấy, nó vào những cái khe nó khít, nó không gây ra tiếng ồn. Hãng này người ta làm rất chi là cẩn thận. Đây. Nặng lắm, âm ly này nặng trên 10 kg hay là trên một yến đấy, trên một yến. Này, Việt Nam nguồn này. Đấy. Sang đến đây mạch nguồn đây. Mạch nguồn đây, hai anh tụ đỏ, hai anh tụ màu đỏ to. Đây. Hai tụ màu đỏ to. Còn dung lượng của nó là bao nhiêu đây? Cái điện thoại. Thôi thôi thôi, chịu. Này. Đây, vừa mới xoay dung lượng cái điện thoại nó cứ nhòe tịt tịt. Đây. Đấy. Còn hai cái thằng cu này, hai thằng cu này là ổn áp điện cho mạch tiền khuếch đại, cũng được lắp cái tỏa nhiệt tô tướng này. Đấy. Hai giờ le. Hai giờ le. Hai giờ le thì về bản chất vấn đề con này nó không có hai cầu AB riêng biệt. Thế nhưng mà đây giờ le này là giờ le đơn. Nhà giờ le đơn, tức là một kênh một con giờ le, hai kênh hai con giờ le. Đây này, diốt nắn cầu để chỉnh lưu này. Còn chơi xong diốt tức là hai cặp diốt cầu này. Cẩn thận kỹ lưỡng quá đây. Âm ly này đúng là bền đến lúc hỏng. Nha. Tiếp theo đến mạch công suất. Đây là mạch công suất đây. Mạch công suất thì dùng toàn biện trở công suất. Đây GHS này. Này. GHS này. Những cái con điện trở nó to như con sâu gióm như thế này. Này, to những con như con sâu gióm như thế này thì đúng là âm ly hỏng rồi, khi điện trở chưa hỏng. Để mà cháy được những con điện trở này thì không biết đến bao giờ. Điện trở to như này toàn dùng điện trở công suất. Thế nên bỏ là cái âm ly này công suất của nó rất chi là khủng. Đây, xóa công suất đây. Xóa công suất đây. Đấy. Xóa công suất đấy. Nhôm dày. Đây, nhôm tỏa nhiệt dày. Nhôm này vừa léng téng khi nhôm nhập khẩu ấy. Dày, sờ vào đây nó không có ba vía. Xong không có ba vía chỉ lắm cái sờ vào nó sắc như. Nhưng cái này nó không có ba vía, sờ vào nhặn lắm. Khi nhôm này nhôm được khâu nhập khẩu đấy. Ở đây, nhà sản xuất trang bị cho mỗi bên một cái quạt gió. Mỗi bên cái quạt gió. Đây. Đấy. Để làm gì? Để hút cái hơi nóng ở trong âm ly này đưa ra. Và đặt ở vị trí vào cái bo công suất này. Đấy, mỗi bên cái. Ở giữa này nguồn thì cũng được hưởng lây. Tức là khi mà làm việc ở cái cường độ công suất lớn nhờ, thì bản thân nguồn, biến áp nguồn nó cũng sinh ra nhiệt này. Rồi là hai bo công suất nó sinh ra nhiệt thì hút cái hơi nóng ra, đẩy ra ngoài. Thế nên chiếc âm ly này có thể hoạt động từ sáng trưa đến trưa, từ trưa cho tới tối. Hai cái quạt gió. Và điều đặc biệt nhất là cái âm ly này khi mà cái quạt gió đã chạy, thế nhưng nó lại không có cái tiếng tẹt tè ra loe. Còn đương nhiên là cái âm thanh cơ học của nó mà ta ghé tai và ta nghe thì phải có nghe tiếng quạt rồi, cái đấy thì không nói rồi. Đấy, nhá. Ở đây, cái nguồn này, đây là cái nguồn này. Đây là cái nguồn để người ta cấp cho cái mạch Bluetooth. Cấp cho cái mạch Bluetooth. Đây, đấy, còn cả bảo vệ như kiểu bảo vệ ổn áp loa như này nữa. Thiết kế rất kỹ, là cẩn thận, kỹ lưỡng. Đây. Bây giờ, xoay sang đến cái mạch gì nhá. Mạch tiền khuếch đại. Đây, mạch tiền khuếch đại đây. Đây là mạch mic, mạch để chúng ta hát karaoke đấy. 1 2 3 chạy 4 con IC. Mạch mic chạy 4 IC. Đấy, mạch mic chạy 4 IC. Đây là mạch echo này. Echo này. Echo chạy. Đấy. Còn đây là mạch master. Chạy 3 IC. Con này cũng tên của nó là 4558 thì vì bản chất vấn đề con IC4558 nó có hai loại, một loại là một hàng chân và một loại là hai hàng chân nhé. Cái loại này là loại một hàng chân chứ nó cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Đấy. Và ở đây là đằng sau của nó đây. Đây đằng sau đây. Và đằng sau này. Ở đây có anten nhá. Có anten này để lắp vào để thu Bluetooth cho nó xa đây này. Đấy. Đây.
Úi giời. Đây ông tiền đây lắp vào đây. Đây, đây nó gập như này. Đấy, xoay như này nha, đây. Đấy. Ông tiền. Ở đây nhà sản xuất cẩn thận không? Đây những cái rắc này còn làm cái bọc để chỉ lót vào để cho nó bền. Ở đây thì nó chỉ có một cái ngõ vào thôi. Còn một cái ngõ bên kia là người ta thiết kế vào cái ngõ đường Bluetooth rồi nhá. Và Bluetooth của cái âm ly này nó tên là GHS luôn, tên là GHS luôn. Nhìn hai cái để bắt dây loa vào này. Cứ tưởng là âm ly đờn nông với lại sân xui của Nhật Bản với lại ma răng nhá. Này. Đấy. Quạt gió này. Âm ly này thì xin thưa với lại các thượng đế, khả năng của nó với cái nội lực như vậy và âm ly mới đét đèn đẹp, thế nên là một đôi loa với đường kính bát 30 cm, nó đánh cho tơi bời khói lửa, đánh cho tơi bời khói lửa. Âm ly mới thì đương nhiên rồi, nhà sản xuất người ta cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng, và mình cũng vậy, mình mua mình phải kiểm tra kỹ lưỡng, đang nghe nhạc và hát karaoke bình thường nhá. Có mỗi một điều bất bình thường đó là thóc. Ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, trân trọng gửi tới các thượng đế trên giải chữ S với một mức thóc rẻ nhất quả đất, rẻ hơn cả nhà sản xuất. Nhà sản xuất cũng không dám cung cấp cái mức thóc đấy. Thế thì giải thích luôn tại làm sao mình lại dám cung cấp với cái mức thóc còn rẻ hơn cả nhà sản xuất. Nha. Mình cung cấp với một mức thóc rẻ như vậy là gì ạ? Là hôm nay là ngày đầu năm mới, đầu xuân năm mới nha. Đấy thì coi như thế là thay lời cảm ơn các thượng đế trên giải chữ S đã đăng ký kênh YouTube của mình, đã chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết nhá. Đấy, kim chỉ nó có đầu, nó có ngọn nguồn của nó, cái gì nó cũng có tích của nó, chứ không phải tự dưng mà lại cung cấp cái âm ly mới đét đèn đẹt mà lại thóc thì lại còn rẻ hơn cả nhà sản xuất nhá. Đấy, nó có lý do của nó hết. Mình đã dùng cái phần mềm chuyển đổi từ thóc sang tiền Việt để chúng ta giao dịch cho nó dễ. 1.280.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển cho chiếc âm ly GHS có model BA1000X mới đét đèn đẹt. Nội thất thì chúng ta vừa mới xem rồi, chạy 8 con sò than lớn nhá. Có tích hợp Bluetooth, khỏi phải dây rắc lằng nhằng. Thôi bây giờ mình xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Chào thân ái và quyết thắng. Merci. Merci beaucoup.